xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình quay lại với lại đề tài Revit và cái phần mở rộng mà Environment thì trong cái phần Environment ở trong clip về Revit gần đây nhất của mình thì mình giới thiệu với các bạn về cái bộ plugin đó là Environment for Revit trong đó có các công cụ liên quan đến xử lý địa hình thì cái clip đó cũng được các bạn đón nhận khá là nồng nhiệt và có nhiều inbox và comment hỏi mình xem thử là các cái đó thì nó sử dụng như thế nào thì trong clip này mình bắt đầu đi vào từng cái chức năng cụ thể của environment và cái phần giới thiệu chức năng cụ thể như thế này thì mình cũng phải kéo dài ra vài clip tại vì cái hệ thống công cụ của nó nó tương đối nhiều à, trước khi đi vào trong cái nội dung cụ thể của cái clip về environment for Revit thì mình cũng có một cái tiếp nhỏ nhỏ cho các bạn các bạn thấy cái phần bản quyền của mình ở trên này bữa trong clip trước nó là còn 29 ngày dùng thử thì nay đã hết rồi ở đây mình đang dùng cái bản quyền là edu Education. Thì trong cái Education này á, thì à, uh, à, uh cái edulation này nó hoàn toàn độc lập với lại edulation ở trên Revit cho nên là cái edulation này mình sẽ không hỗ trợ các bạn trong cái việc mà chia sẻ sử dụng được mình chỉ có thể là chia sẻ cái cái cách để các bạn thể đăng ký thì mình cảm giác một điều là cái hệ thống đăng ký education license cho cái add-in này ở trên này tương đối là thoải mái dễ dàng mình dùng từ thoải mái là sao tại vì à, các cái giấy tờ upload lên thì không cần những cái giấy tờ mà có con dấu đỏ hay là này kia À, và của cái chứng minh của bạn chỉ cần các bạn có một cái thẻ à, sinh viên có tên trường à, và có hình của bạn thì cái chuyện này nếu như các bạn biết photoshop thì các bạn làm cũng tương đối là dễ dàng và các bạn upload lên thì chỉ trong vòng khoảng mấy tiếng đồng hồ sẽ gửi email xác nhận cho các bạn và các bạn sẽ có một cái license à, bên Uh, academic license để các bạn có thể sử dụng thì cái license này nó sẽ cho các bạn sử dụng trong vòng một năm Ví dụ như mình đang dùng này là một năm nha thì uh, mình uh, chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình như thế còn mình cũng không không rõ tại vì uh mình sử dụng các cái giấy tờ chính thống của mình mình up lên thì mình xin license rất là nhanh nhưng mình thấy cái thao tác của nó thì nó không có phức tạp như bên Autodesk mình chia sẻ để các bạn có thể trải nghiệm. À, các bạn trải nghiệm xong nếu bạn cảm thấy có hợp lý thì các bạn comment ngược lại cho mình để mình biết thông tin nhé. Chứ mình cũng thực sự là mình không có thời gian mình mình mình, mình trải nghiệm cái câu chuyện là những cái thẻ như thế bây giờ. Rồi bây giờ đi vào trong cái nội dung cụ thể của cái clip thì trong cái clip này mình sẽ tập trung vào bộ công cụ dựng cái phần địa hình. À, bằng environment và điều chỉnh địa hình của nó thông qua cái bộ công cụ là uh, modify topography ở trong cái environment ở đây. Và cái nền tảng Revit mình sử dụng uh, trong cái clip này là Revit 2024. Thì uh, như đã nói ở trong clip review Revit 2024 thì trong Revit 2024 thì cái phần mà công công cụ dựng và cái bản chất của cái topo uh, cái địa hình ở trong Revit nó đã thay đổi hoàn toàn nó về cái giống như cái sang cho à, nên là nếu như mà dùng cái clip để review tính năng của cái công cụ này thực ra mà nói là làm ở trong Revit 2023 trở xuống thì nó ổn nhất tuy nhiên là mình cũng muốn kết hợp luôn với Revit 2024 để minh họa cho bạn cái sự khác nhau giữa cái công cụ này với lại cái Revit 2024 và cách mà chúng ta chuyển đổi qua lại giữa các cái nền tảng khác nhau. Thì về mặt cơ bản cái bộ công cụ này nó vẫn uh, generate ra những cái mặt địa hình là những cái mặt mà giống như kiểu Revit 2023 trở xuống là những cái mặt nó không có cái độ dày cụ thể như này, không có lớp cấu tạo này, nó chỉ có một cái lớp địa hình thôi. Và sau khi các bạn làm xong ấy, thì các bạn sẽ nếu như các bạn muốn chuyển sang cái dạng mà địa hình của Revit 2024 thì các bạn sẽ dùng cái công cụ của Revit 2024 đó là generate Turbo solid thì từ đó các bạn sẽ tạo ra được cái mặt địa hình để các bạn làm việc tiếp trong Revit 2024. Thì đó là cái câu chuyện ở phía sau. Bây giờ đối với lại cái câu chuyện ở cái chỗ này để mình, mình sẽ lại delete cái những cái mặt của mình đã tạo ra sẵn ở đây là mình hỏi yêu bạn mà bắt tao bắt đầu từ đầu nha trong cái bộ công cụ environment này thì bộ công cụ dùng để dựng địa hình thì nó tập trung vào trong cái nút công cụ là modify topography này và khi các bạn đi vào trong này thì các bạn sẽ thấy có một hai ba bốn năm công cụ ở đây thì thực ra một hai ba bốn năm cái này thì nó cũng nằm ở trong cái công cụ mà có cái thước này nếu như các bạn bấm vào đây thì nó cũng nó cũng có chứa những công cụ đấy để, để tạo một cái địa hình mới bằng cái công cụ này thì chúng ta sẽ có hai cách Cách số 1 đó là các bạn có thể bắt đầu từ cái việc là các bạn sẽ dùng cái công cụ là Turbo Graphic Tool này không? Và các bạn sẽ dùng công cụ là Adpon nó, nó giống như là Revit 2023 trở về trước là các bạn có thể là Adpon Và khi các bạn Adpon như thế này thì các bạn sẽ thay đổi các cái uh, chỉ số của cái cao độ của cái pon này à, và cái chỉ số này thì nó có hai cái chế độ để các bạn có thể xác định cao độ cho nó cái chế độ số 1 đó là absolute là các bạn lấy theo cái tọa độ so với lại cái tọa độ không không của phần mềm và cái thứ hai là relative to surface nếu như các bạn có một cái bề mặt đã chuẩn ở trên này rồi thì các bạn có thể là lấy theo cái cao độ thay đổi theo cái surface nào đó ví dụ như ở đây mình mình có thể bắt đầu từ cái absolute nha thì mình có thể là ở đây mình tạo luôn ở trong cái phần 3D chẳng hạn như vậy và uh, hoặc là ví dụ uh, mình tạo luôn trong phần 3D đi hoặc là các bạn có thể là bắt đầu nếu như các bạn không quen thì các bạn có thể nhìn ở trong một bằng size uh, ví dụ như mình có thể đổi sang cái floor plan uh, size plan để chúng ta có thể tạo và chúng ta có thể là giống như bình thường là chúng ta sẽ place spawn và chúng ta sẽ kích vào uh, những cái tọa độ để chúng ta những cái vị trí tương ứng để chúng ta có thể là tạo ra được nó đồng thời sau đó đến lớp thứ hai thì các bạn sẽ cho nó lên một cái cao độ mới và chúng ta lại tiếp tục và các bạn thấy là chúng ta kích đến đâu thì nó sẽ tạo nên nó và những cái đường đồng mức nó sẽ tạo ra theo thì y chang như những công cụ uh, cũ của chúng ta ví dụ lên đến cao độ là năm uh, nghìn chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái này rồi xong xuôi rồi thì các bạn bấm finish thì các bạn sẽ có được một cái một cái địa hình là uh, như thế này cho chúng ta à, đó là cái mà giống như cái cái cũ mà các bạn có thể thay đổi đối với cái địa hình này thì các bạn có thể thay đổi vật liệu cho nó à, ví dụ như thì đây là cái cách thứ nhất để chúng ta có thể generate tạo ra một cái địa hình À, cách thứ hai để các bạn hãy tự tạo ra địa, được một cái địa hình đó là các bạn sẽ dùng công cụ create surface ở trong cái bộ công cụ này à, thông qua cái việc là các bạn sẽ pick những cái đường line này thì những cái đường line này là những cái đường mà các bạn sẽ vẽ bằng cái đường model line nha model line thì nó mới nhận nhưng còn các bạn mà vẽ bằng cái detail line ở trong annotation thì nó sẽ không có nhận nha chúng ta vẽ bằng model line thì ở đây để cho đơn giản thì mình đã tạo ra một cái hệ thống cao độ bao gồm có 7 level bảy à, level và cứ mỗi level cách nhau khoảng 2 mét là 2000mm để trên mỗi level mình sẽ vẽ ra mình đã vẽ ra những cái đường uh, mô đồ line như thế này và bây giờ sau khi các bạn đã có những đường mô đồ line ở những cái cao độ khác nhau như thế này xong rồi thì uh, các bạn uh, công việc của bạn là việc chọn hết tất cả những cái đường mô đồ line các bạn muốn tìm hoặc là các bạn có thể chọn một phần sau đó thì các bạn sẽ vào trong cái phần environment các bạn sẽ chọn topography tool và các bạn sẽ chọn là gray surface đó. thì nó sẽ generate ra nó sẽ tạo ra được một cái bề mặt uh, bằng cái turbo suffix này ở chúng ta thì cái này nó thực ra thì nó cũng tương tự như là cái công cụ uh, tạo cái uh, cái turbo suffix ở trong uh, những cái revit 2023 trở về trước nó tương tự như vậy nhưng cái điểm hấp dẫn của nó là bắt đầu đến từ cái câu chuyện là các bạn đã có một cái đường line như này rồi các bạn muốn và muốn add thêm cái đường line này nữa vào trong cái bề mặt này để các bạn chỉnh thêm thì chúng ta sẽ có thứ nhất là nếu như các bạn không chọn gì cả thì chúng ta sẽ có thêm một cái là add add to surface thì chúng ta sẽ add thêm cái đường model line to surface đó đó sẽ add thêm vào còn nếu như mà các bạn chọn vào cái bề mặt này thì chúng ta sẽ có cái công cụ là thì vì chúng ta sẽ muốn ạt nó thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ có cái nút và có cái thước ở đây là turbo Graphing tool và lúc này ấy, thì chúng ta sẽ có cái công cụ ạt line nằm ở trong này nha các bạn đó thì cái cách vô cục công cụ của nó là như vậy à, về ạt line đây với ạt line ban nãy là như nhau thì khi các bạn chọn này các bạn bấm ạt line ạt line thì chúng ta sẽ có các cái chế độ thứ nhất là ạt một cái small pool. à, chúng ta có thể là ạt cái chúng ta sẽ chọn cái cái đường này đúng Ta sẽ chọn cái đường này thì tổng cộng chúng ta sẽ có một line select và cái line này á thì nó tự động nó chẻ thành 70pon để cho nó phù hợp với lại tới 70 điểm cho nó phù hợp với những cái đường này. À, tự động nó chia thôi. Và chúng ta có thể là trong trường hợp này chúng ta nó đồng ý rồi thì chúng ta bấm finish à. Và chúng ta sẽ à, nó hỏi chúng ta là có insert những cái điểm này vào không? Tất nhiên chúng ta không có. Như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái bề mặt địa hình đã được add thêm cái một cái đường nữa vào. Thì đây là cái thao tác để chúng ta add line. À, sau khi mà các bạn đã có một cái địa hình như thế này rồi thì chúng ta sẽ có một số cái công cụ điều chỉnh tương đối mạnh mẽ liên quan đến cái địa hình này. À, thứ nhất á, là à, hôm trước trong cái clip review chung thì mình có nói với các bạn là mình ấn tượng với công cụ Modify topography à topography này. Thì cái này đó vì sao? Tại vì mình có dùng SketchUp rồi. Thì trong SketchUp nó có bộ cái công cụ là Sandbox để có thể là pull push để đẩy cái địa hình lên xuống hoặc là ở trong 3DS Max À, khi các bạn dựng địa hình hoặc là dựng bề mặt phức tạp thì ở trong cái edit poly hoặc edit mesh nó cũng có cái công cụ là đẩy cái địa hình theo những cái vùng ảnh hưởng mềm nữa lên xuống thì nó tương đối là tiện lợi thì bây giờ david chúng ta với bộ công cụ này chúng ta cũng có bộ công cụ như thế chúng ta chọn cái bề mặt này và chúng ta sẽ chọn cái công cụ là modify topography khi các bạn mà chọn modify topography xong thì đầu tiên nó sẽ hỏi các bạn á là cái mặt này được chia theo một cái lưới như thế nào đây là cái lưới chia nha các bạn thấy xanh xanh này đây là cái lưới chia các bạn xem vào trên mặt bằng tốt các bạn sẽ thấy rõ nhất tức là nó sẽ chia cái mặt À, bề mặt của bạn thành một cái hệ theo một cái hệ ô lưới ở đây là hệ ô lưới này hiện nay đang là 2000 nhân 2000. Các bạn có thể là giữ nguyên ô chi này hoặc là các bạn muốn chia nhỏ hơn hoặc chia lớn hơn thì tùy các bạn. Và cái ô lưới này nếu như các bạn không muốn chia theo cái chiều thẳng này thì các bạn có thể chia là đi 45 độ thì nó sẽ như thế này, nó thành một ô lưới 45 độ thì tùy theo cái hướng địa hình của bạn thôi. Ở đây thì mình sẽ chia là à, vẫn là không nha. Ví dụ như thế này. này. Sau đó thì trong cái bộ công cụ như thế này thì chúng ta sẽ có ba cái công cụ thì một cái một cái công cụ hai cái công cụ hay dùng nhất là cái số 1 và cái số 3. Còn cái số 2 thực ra thì nó sẽ làm cho một cái bề mặt chỗ phẳng này nó sẽ nó gồ ghề một cách ngẫu nhiên. Thì ở đây chúng ta cái công cụ mà nó gần với lại cái công cụ bên uh, SketchUp về 3D Smart nhất là cái công cụ này, tức là Shape by, by Point đó là các bạn sẽ điều chỉnh những cái độ uh, tinh chỉnh những cái lồi lõm ở xung quanh uh, một điểm nào đó thông qua cái chế độ này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếp cái sau khi xác định lưới chúng ta chọn cái công cụ này. Thì khi các bạn chọn công cụ này á thì khi các bạn chọn cái công cụ này đây mình uh, xoay sang cái view 3D. Thì các bạn dễ nhìn. Thì khi chúng ta chọn công cụ này xong á thì con chỏ chuột của bạn khi mà để vào trong địa hình nó sẽ có cái dạng là từ cái tâm nó đi ra cái các cái tia xuyên tâm như thế thì đây là cái điểm mà chỗ cái tâm là cái chỗ ảnh hưởng nó biến đổi mạnh nhất và bắt đầu nó sẽ cái sự biến đổi của nó sẽ yếu dần khi giảm dần khi đi ra đến bên ngoài thì cái sự yếu dần của nó thì nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là cái vòng to nhất của cái của cái uh, của cái vùng ảnh hưởng này đó. thì nó gọi là cái size thì cái size này là 20m 20.000 này các bạn thấy là cái vành ngoài cùng này là 20.000 là cái này cái thứ hai là cái density cái density này nếu như các bạn càng trượt lên á, thì cái độ chênh lệch giữa cái tâm và à, cái này nó nó càng cao và cái density này thì cái độ chuyển của nó nó càng mềm hiện nay cái density nó đang như đây đúng không các bạn thấy là từ đâm đi ra có một hai ba bốn năm sáu bảy bây giờ chúng ta có thể tăng cái density lên thì các bạn sẽ thấy là cái số lượng cái số lượng mà cái điểm ảnh hưởng nó sẽ nhiều hơn và cái địa hình của bạn biến chuyển nó sẽ mượt hơn đó và ở đây chúng ta sẽ có hai cái chế độ một chế độ là smooth out smooth out là làm cho cái địa hình nó lõm xuống so với lại cái cái cốt hiện nay và cái gain là để cho cái địa hình nó nó lồi lên ví dụ như là cái gain là cái chúng ta dễ thấy nhất ví dụ mình và cái mức gain nó lên bao nhiêu ví dụ một lần các bạn click chuột nó sẽ chênh lệch cái điểm mà chính giữa này nó sẽ chênh lệch là một nghìn năm ví dụ các bạn muốn là một lần click chuột của bạn nó nó chỉ là lên một nghìn thôi chẳng hạn như thế thì các bạn sẽ kích nhé một cái à, và các bạn thấy là bắt đầu nó nó lồi lên một chút bây à, giờ chúng ta sẽ kích thêm cái nữa đó, nó sẽ lồi lên một chút nữa đó các bạn thấy là bắt đầu chỗ này đang mượt này nó đang lồi lên như vậy mỗi lần các bạn đẩy một cái thì cái cái mô hình của bạn nó sẽ lồi lên một mét đó, ngay tại vị trí các bạn kích vào nó sẽ lồi lên thêm một mét đó một mét nữa một mét nữa và các bạn thấy là khi nó lồi lên đủ nhiều thì nó sẽ tạo thêm một cái đường đồng mức mới như thế này đó Nên đây các bạn muốn tác động vào cái khu cái khu vực khác ví dụ các bạn cũng làm như thế một lần kích chuột của bạn nó sẽ lên một mét như vậy thì các bạn sẽ khống chế được cái câu chuyện là cái địa hình của bạn lên xuống là bao nhiêu và các bạn muốn cái vùng ảnh hưởng này nó lớn hơn ví dụ như các bạn là muốn là à, 50 mươi ngàn Nên hạn như thế và chúng ta sẽ cho nó ở đây À, các bạn sẽ thấy là cái click chuột của bạn sẽ ảnh hưởng ở một cái vùng nó rộng hơn thì đây là công cụ này và sau khi các bạn đã đồng ý với câu chuyện này rồi thì các bạn bấm apply apply thì chúng ta sẽ có cái uh, chúng ta có cái câu chuyện là uh, và nó sẽ quay trở lại cái màn hình này à. cái uh, tùy chọn uh, đầu tiên là cái tùy chọn làm cho địa hình nó mượt hơn tức là sau khi mà các bạn đã dựng hình xong xuôi rồi các bạn chỗ cao chỗ thấp rồi bây giờ các bạn muốn là cái bề mặt địa hình của bạn nhìn cảm giác cảm giác thôi nha nó mượt mà hơn thì các bạn có thể bấm smooth Smooth Geometry để cho cái cái bề mặt của bạn nó mượt mà hơn. Ở ví dụ như đây mình bấm Smooth Geometry thì trong Smooth Geometry này nó sẽ có cái Smoothing Level tức là càng tăng lên thì nó càng mượt. tất nhiên là khi nó càng mượt thì nó càng hiển thị những cái đường đồng mức này nó không chính xác lắm. Theo ý các bạn ví dụ mình tăng lên hai và mình bấm Smooth thì chờ nó máy móc nó xử lý một chút thì chúng ta sẽ có cái uh, cái review chúng ta xem. đó các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái review về uh, những cái review về cái điểm này nó review về cái địa hình đang được làm smooth và tùy các bạn càng tăng cái chế độ này lên thì cái thời gian máy móc nó xử lý càng lâu và uh... Và sau khi máy xử lý xong thì các bạn có thể bấm apply để xác nhận sự thay đổi và ok để đồng ý tất cả những thay đổi từ nãy giờ các bạn thực hiện bằng cái bộ công cụ đó thì chúng ta sẽ có một cái nền địa hình mới như thế này. Các bạn thấy là ở đầu nó lồi lên nha, những cái vị trí này nó lồi lên so với lại cái đường động mức ban đầu của bạn. Thì đó là cái cái bộ công cụ nằm trong cái modify topography. Ở bên cái công cụ topography tool này, tức là cái bộ tổng này thì chúng ta còn một số thứ nữa. Ban nãy mình có minh họa các bạn về cái chuyện add rồi thì add ở chỗ này thì bây giờ nếu như các bạn có địa hình như thế này các bạn có thể add thêm, add thêm nữa được. Ờ, như bình thường nha, điểm thấp, điểm cao gì đó các bạn sẽ add vào. Các bạn add thêm line được nếu như các bạn có vẽ thêm model line nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có là insert midpoint. Ở đây là một công cụ cũng khá là hay. Insert midpoint để làm cái gì? Ví dụ như các bạn sẽ chọn hai cái điểm ví dụ từ đây đến đây các bạn muốn tinh chỉnh cái độ cao cái độ dốc từ từ đây đến đây thì các bạn sẽ cần thêm một cái điểm nằm ở giữa nữa thì như vậy thì các bạn sẽ insert midpoint là các bạn sẽ kích vào đây và các bạn kích vào đây thế như vậy thì giữa hai cái điểm này nó sẽ tự động nó nó thêm cho các bạn một điểm Ồ, và chúng ta bấm uh, finish thì chúng ta sẽ có được thêm một cái insert thêm một cái điểm ở chính giữa cái điểm này rồi từ đó thì trong cái quá trình mà cái mạng lưới điểm để chỉnh sửa cái mặt địa hình của các bạn nó có thêm một cái điểm nữa thì giúp cho các bạn sẽ tinh chỉnh những cái cao độ ở những cái vị trí này sẽ tốt hơn thì đó là công cụ mà là insert insert midpoint. Ừ. Thì trong cái um, trong cái công cụ đây thì cái insert midpoint nó giúp cho chúng ta thêm điểm bây giờ cái công cụ mình thấy hay nhất á, là cái công cụ này đó là slope path tức là chúng ta sẽ chỉnh bắt đầu tinh chỉnh cái độ dốc của một cái địa một cái phân vùng địa hình theo cái độ dốc từ điểm này đến điểm kia ví dụ như mình chọn cái slope path nha slope path xong á, thì mình bắt đầu mình chọn là bây giờ mình muốn tinh chỉnh cái từ đây à, xuống đến theo cái đường này mình xuống đến đây là nó có một cái độ dốc nào đó thì bây giờ khi mà mình chọn cái điểm này với điểm này ở đầu dốc với cuối dốc mà mình cái đoạn mình chỉnh thì nó sẽ có một cái câu chuyện là nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh cái độ dốc này theo elevation elevation có nghĩa là sao bây giờ cái điểm start là cái điểm này là cao độ là 10.122 Bây giờ cái điểm n của nó là cái điểm hiện nay là đang là 5182 Bây giờ nếu như các bạn muốn cái độ dốc này là à, nó cao lên Ví dụ như cái điểm này nó cao lên thì à, các bạn sẽ chỉnh là đây là 5182 đúng không Bây giờ chúng ta cao lên nữa là 6000 Chẳng hạn như thế à, Thì khi các bạn chỉnh cái con số vào đây 6000 à, Thì cái điểm này nó sẽ đi lên và từ điểm này đến điểm này nó sẽ tạo thành một cái đường này Và nó sẽ cân chỉnh tất cả những cái điểm nằm trên cái đường này đi theo cái cao độ mới của bạn Và trong trường hợp này nếu như các bạn finish thì cái địa hình của bạn nó sẽ đây nó sẽ được cân chỉnh dựa trên riêng cái đoạn này nó sẽ được cân chỉnh theo cái độ dốc mà các bạn vừa mới tạo ra do cái địa hình này chúng ta đang dùng cái smooth là cấp độ 2 nên các bạn nhìn sẽ không thấy rõ lắm nhưng mà các bạn thấy là bắt đầu nó có thêm một cái sóng đây đây là cách chỉnh mà theo cái uh, cách chỉnh theo cái slope path cái cách chỉnh thứ hai của cái slope path đó là cái câu chuyện các bạn sẽ chọn cái điểm đầu các bạn sẽ chọn cái điểm đầu các bạn chọn cái điểm cuối của cái đoạn điều chỉnh và các bạn sẽ chọn chế độ là slope thì bây giờ đối với cái slope này hiện nay đang là âm 13,2 độ đó các bạn muốn cái độ dốc của nó là bao nhiêu các bạn hãy chỉnh vào đây ví dụ như là chúng ta sẽ cho nó là âm 10, 15 độ chẳng hạn âm 15 nha và chúng ta sẽ bấm finish thì nó sẽ cải tạo cái phần địa hình này theo cái độ dốc mà chúng ta đã chọn đó chúng ta bấm finish nhé Thế đó là cái những cái công cụ cơ bản để chúng ta tác động vào trong một cái địa hình như thế này và cái uh, cuối cùng mình uh, giới thiệu các bạn ở trong cái clip này đó là cái surface from edge và trong cái clip review hôm trước mình nói nó khá là hay đó là cái surface from edge này vì cái s này thì có thể là cái đường model line hoặc là bây giờ nó cũng nhận những cái cạnh của các cái đối tượng 3D cụ thể ví dụ như ở đây mình sẽ vẽ ra một số cái bức tường uh, mình sẽ dùng cái world architect này đầu tiên mình sẽ vẽ cái tường từ tầng 1 lên đến tầng 2 mình vẽ một đoạn ở đây, ồ oh sau đó thì mình sẽ vẽ tiếp cái tường đi từ tầng 1 lên đến tầng à, tầng 3 level 1 đến tầng 3 mình vẽ ở đây rồi sau đó mình lại vẽ thêm một bước nữa là đi từ tầng 1 lên đến level 1 lên đến level 6 chẳng hạn như thế à, nó nằm ở đây nó dài ngắn khác nhau đó mình sẽ dùng cái công cụ là environment create surface from uh, surface from edge và bắt đầu chúng ta sẽ một là các bạn có thể edit cái existing nếu như cái phần tường này có nằm ở trong phạm vi này hai là các bạn có thể là chọn new topography và sau đó thì mình sẽ chọn chọn ở đây thì chúng ta sẽ có cái chế độ đơn giản nhất là các bạn chọn hull edge là nguyên một cái này còn nếu như các bạn chọn one point các bạn sẽ chọn điểm nào đó trên cạnh này ví dụ bây giờ mình chọn hull edge và mình sẽ chọn cái cái cạnh này mình tạo một cái địa hình đi qua cạnh này sau đó thì đi qua cái cạnh này và sau đó thì đi thậm chí đi xuống cái cạnh này đó thì sau đó mình bấm apply như vậy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta nó tạo ra một cái bề mặt địa hình nữa bạn là đi từ cái chỗ này sang cái cạnh này và xuống đến cạnh này rất là chính xác như vậy thì khi các bạn đã có một cái mô đồ công trình có sẵn hoặc là một số bộ phận cấu kiện địa hình có sẵn rồi các bạn muốn tạo những cái bề mặt nó lấp đầy những cái khoảng trống mà theo như các bạn muốn thì các bạn thì sử dụng cái chế độ này đây là một công cụ mình thấy là khá hay ở trong cái bộ hạt in này đó và cuối cùng À, sau khi các bạn đã có cái địa hình như thế này rồi thì các bạn muốn chuyển sang cái dạng là mặt địa hình của Revit 2024 thì các bạn sẽ dùng cái Generate Turbo Sol Sol Solid để các bạn có thể Generate nó và các bạn sẽ chọn vào đây nhé và sau khi các bạn chọn vào đây xong thì các bạn sẽ chọn thứ nhất là cái base level của nó nó ở tầng mấy cái thứ hai là các bạn cái loại mà loại địa hình của các bạn muốn dùng Generic 1000, Grassland 1002 hay là một loại nào đó Bây giờ ở đây mình sẽ chọn là à, thôi bây giờ mình ok mình chọn cái Grassland nha rồi mình bấm ok À, thì sau khi chúng ta chọn Grassland xong thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái nền địa hình như thế này và trong cái nền địa hình này thì các bạn có thể là à, bây giờ đây mình bật cái section box lên à, thì đối với lại cái địa hình ở trong uh, Revit 2024 thì nó sẽ có những cái lớp cấu tạo cụ thể ví dụ như Grassland nó có cái lớp lớp cỏ này xong rồi đến lớp đất đất trồng cỏ này và cuối cùng là lớp đất nền tự nhiên bên dưới này chúng ta sẽ có một cái địa hình nó nó đầy đủ như thế này thì đó là cái địa hình của Revit 2024 sau khi các bạn đã generate một cái bề mặt topo như thế này các bạn convert nó sang lại như thế nha. Thì đây là cái clip mình giới thiệu cái công cụ liên quan đến dựng cái địa hình và điều chỉnh địa hình ở trong cái bộ environment for Revit và hoạt động trong Revit 2024 như thế nào. Thì hy vọng những cái chia sẻ của mình đây sẽ giúp ích cho cái việc tiếp cận và sử dụng phần mềm của bạn và giúp cho các bạn làm việc tốt hơn với Revit nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nếu thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp mình một like một share một chia sẻ cho các nội dung trên kênh của mình được nhiều người biết đến hơn nha xin chào và hẹn gặp lại